Ủa, câu 87 báo cá nhá. Con gì ấy? Ủa sao? Thế có bán không? Một con đen rất đẹp anh em nhá. Úi giời. À, cần thủ nào đấy? Cần thủ hung hay cần thủ nào? Anh cái tưởng dương. À, cần thủ dương giật. Dương bắt. Dương bắt à? Dương vẫn đang móm nha anh em nhé. Báo cáo anh em là Dương vẫn đang móm. Tôi xách về đổ vào tráng rồi. Đổ tráng anh, tráng em là tùy. Báo cáo anh em là anh Hùng nhá. Anh làm một em chấm đen. Còn xin chào. Xin. Anh Quyền Lợn đây. Còn xem live stream đi. Còn bên kia là anh gì nhỉ? Anh Bính. Anh Bính ngồi đối diện kia vừa được đôi chép nhá. Đây là nhà Hồ không quay được đôi chép của anh ấy. Để báo cáo anh em. Thôi đi rốt đi thôi. Anh em ơi, hồ vẫn nhiều chỗ chứ. Cá hôm nay ăn rất tơi luôn đấy. 9 cân con đấy, 9 cân. Cá ăn từ đầu đến cuối hồ anh em nhé. Chỗ còn rất nhiều luôn. Lại dính cá tiếp à? Xin chào anh em nhé. Em ơi, ngày kia anh đổ nhá, thứ năm anh đổ. Vẫn 110 em anh nhá. Kiểu từ 13 đến 18 cân nhá. Không, 110 con thì từ 7 đến 10 thôi. Mình chỉ lời rõ ràng. Ngày chiều ngày kia nhà hồ bồi cá anh em nhá, 110 em. Hiện tại chỗ còn đang rất nhiều anh em nhá. Cô hồn đang rất nhiều. Hôm nay đang vắng vẻ quá. Chào anh em nhé.